Xin chào các bạn. Hôm nay nhân dịp mới mua cái tấm năng lượng mặt trời này, tôi làm cái video này để test thử cái tấm này. Cái tấm pin này 10W của Redson. Trong cái video này tôi thử test đo dòng và đo điện áp, với lại test thử cái đèn tự chế và cái quạt sạc, với lại sạc thử cái acquy. Sau đây mời các bạn theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cái kênh của tôi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này.